Vì Pháp Thừa Nguyện. Xin chúc nguyện sư phụ Thượng Nhân Tịnh Không, Lão Hòa Thượng Hoa Khai Thượng Phẩm thừa nguyện tái lai phổ độ chúng sanh cùng thành Phật đạo. Thời trẻ tuổi, Ngài đã học triết học Phật Pháp nơi chùa Lâm Tế Phật Chí Lớn Hoàng Dương Tịnh Độ, lục đạo trầm luân không thể thoát khổ. Phật Pháp không người giảng, làm sao tự hiểu. Chánh danh Phật Đà là nền giáo dục. Vì Pháp quên thân, kiên hành trì. Hơn 60 năm không ngừng nghỉ. Tâm bình đẳng nhìn hết thảy chúng sanh, với lòng nhân từ bác ái, lấy tu thân làm gốc, lấy giáo dục làm đầu, lấy việc lợi sanh làm sự nghiệp, khắp năm châu lưu dấu chân Ngài, lấy hài hòa không phân chia ranh giới, lấy từ bi trí huệ mà phổ độ thế nhân, phá mê khai ngộ. Nhất tâm niệm Phật, tâm thanh tịnh, trì giới định tâm, trí huệ khai, sửa lỗi sám hối, nghiệp chướng tiêu trừ, dạy mọi người tin sâu nhân quả. Chú trọng học Phật, lấy hài hòa làm gốc, đề xướng hòa bình các tôn giáo trên thế giới, xây trường dạy học, truyền đạo đức, truyền thừa văn hóa, hành trì không nghỉ ngơi, với lòng nhân từ bác ái, lấy tu thân làm gốc, lấy giáo dục làm đầu, lấy việc lợi sanh làm sự nghiệp, khắp năm châu lưu dấu chân Ngài, lấy hài hòa không phân chia ranh giới, lấy từ bi trí huệ mà phổ độ thế nhân, phá mê khai ngộ. Với lòng nhân từ bác ái, lấy tu thân làm gốc, lấy giáo dục làm đầu, lấy việc lợi sanh làm sự nghiệp, khắp năm châu lưu dấu chân Ngài, lấy hài hòa không phân chia ranh giới, lấy từ bi trí huệ mà phổ độ thế nhân, phá mê khai ngộ. Xin chúc nguyện sư phụ Thượng Nhân Tịnh Không, Lão Hòa Thượng Hoa Khai Thượng Phẩm thừa nguyện tái lai phổ độ chúng sanh cùng thành Phật đạo.